Tình nghĩa vợ chồng là một thứ tình cảm vô cùng bền chặt và cao cả, dù có xảy ra chuyện gì cũng khó có thể làm tình cảm ấy lung lay. Câu chuyện tại Chợ Mới, tỉnh An Giang cũng có một người đàn ông khiến cho nhiều người cảm động bởi tình cảm chân thành dành cho người vợ quá cố. Chú Út cho biết vợ của chú đã mất cách đây 10 năm sau một cơn tai biến, khi ấy thì cô 51 tuổi. Vì quá thân thiết người vợ, cùng với đó là gia đình không có đất gần để chôn người vợ. Còn chôn tại Nghĩa Trang thì quá xa mà chú vẫn không muốn rời xa vợ mình dù chỉ một ngày. Chút cuối cùng thì chú quyết định đặt ngôi mộ của vợ ngay trước cửa nhà. Đó là một khoảng sân nhỏ ngay trước nhà, một phần để đặt ngôi mộ, một phần để chiếc võng, và ngày ngày chú Út đều nằm ở đó, bên cạnh vợ mình. Vì tuổi đã cao, sức khỏe đã yếu nên chú không thể đi làm. Các con cũng đi làm ăn xa, chỉ còn lại một mình chú tại nhà. Sau khi cô mất thì có rất nhiều người khuyên chú nên đi thêm bước nữa, bởi lúc đó chú mới 52 tuổi. Chặng đường phía trước còn rất dài, lấy một người phụ nữ để có người chăm sóc và bầu bạn. Vậy mà chú nhất định không muốn và quyết ở dậy đến già.